Xin chào mọi người đã đến với clip tiếp theo của mình. Và hôm nay thì sẽ là một clip rất đặc biệt. Hôm nay sẽ là một trận đấu sân 5vs5 lần đầu tiên của mình tại Sài Gòn. Và hôm nay thì đối đầu với team quý 11 ngón mọi người nha. Team mình thì gồm có mình này, anh Luân Sư Phụ này, anh Phạm Trọng Thi, thủ môn chuyên nghiệp và Phong. Ok, anh Luân Sư Phụ phải nói là đá rất khéo. Tiếp theo là Phong vào. Như vậy là tỷ số là 1-0 cho team mình. Rồi, tiếp tục nào. Luân Sư Phụ tỏ giả rất hay. Kịp đi. Không vào. Như vậy là sẽ có một cú sút phạt góc dành cho team mình. Luân Sư Phụ đã di chuyển. Sút. Không vào. Team quý về một con phản công. Ok, như vậy là tỷ số là 1-1. Một trận đấu phải nói là quá kịch tính. Tiếp tục nào. Thì freestyle. Phản công. Luân Sư Phụ. Làm gì đây? Quá khéo. Đi kịp pi. Như vậy là 2-1. Và mình đã có bàn thắng đầu tiên mọi người ơi. Tuyệt vời. Cảm ơn Luân Sư Phụ. Luân Sư Phụ chính là quả bóng vàng phút sàn nên là anh ấy đá cực kỳ hay mọi người ạ. Nói chung là khả năng kiến tạo của anh ấy phải nói là vô cùng đẳng cấp, vô cùng tuyệt vời. Và tỷ số đang là 2-1 rồi. Đức Cống, quý 11. Chúng ta hãy cùng chờ xem team quý 11 ngón sẽ làm gì tiếp theo. Lần đầu đá sân 5 thì phải nói là cảm giác đá sân 5 mình thấy là khá là mệt. Tại vì cảm giác là sân 5 thì chúng ta phải di chuyển nhiều hơn so với đá sân 7. Chưa vào. Thì freestyle. Kim Phúc. Luân Sư Phụ. Như vậy là suýt nữa có một pha ghi bàn bằng gót của Luân Sư Phụ. Pha đánh gót. Luân Sư Phụ. Oh my god. Một pha ghi bàn bằng một chân. Đó là một bàn thắng phải nói là đẳng cấp đến từ anh Luân. Tiếp tục là team quý 11. Làm gì nào. Pha Elatico qua người. Anh thi freestyle. Luân Sư Phụ. Vẫn là thi freestyle. Rất khéo. Phong. Thi freestyle. Không vào. Đội bạn phản công. Rất khéo. Lại như vậy anh thi vào bị sâu kim. Quý 11 làm gì đây? Một đường trên. Phòng mặt bài rất hay. Lại là quý 11. Không qua được anh thi rồi. Luân Sư Phụ định sâu kim mà không thành công. Phòng làm gì đây? Một pha ghi bàn nhẹ nhàng từ anh thi freestyle. Vẫn là team quý 11. Có gỡ được không đây? Cùng chờ xem. Một đường truyền cho Đức Cống. Quá người. Rất khéo. Nhưng rất tiếc cú sút lại không thành công. Quý 11. Rất khéo léo. Và đi bóng qua ba cầu thủ của quý 11. Một pha sâu kim cực hay của anh Thi. Tiếc là bóng ra biên rồi. Nụ cười rất tươi đến từ anh Thi freestyle của chúng ta. Anh Luân. Như vậy đội bạn đã xông hết lên rồi. Không còn thủ môn luôn. Có vào không đây? Một pha. Pha phối hợp phải nói rất hay giữa mình và Luân Sư Phụ. Tiếc là không vào. Nói chung là đi đá cùng với cả anh Luân rất là sướng mọi người ạ. Nói chung là sẽ có rất là nhiều tình huống để mình có thể là có cơ hội ghi bàn. Đức Cống. Làm gì đây? Rất khéo. Hay nhưng mà chưa gặp may. Có vẻ như là hôm nay thì team quý 11 chưa gặp may. Hai tình huống bóng đã dội vào cột dọc và sáng ngang. Bây giờ thì thủ môn của chúng ta đổi người là thủ môn là Lam. Ok, cùng xem Lam sẽ đá ra sao. Không được rồi. Pha đi bóng phải nói là khá hay nhưng không thành công. Luân Sư Phụ. Hay quá. Thì freestyle. Luân Sư Phụ làm gì đây? Làm đang di chuyển.
anh Thi. Yo, một pha phối hợp phải nói là ghi bàn như sách giáo khoa anh em ơi. Lam đã di chuyển vòng ra sau lưng và chạy vào ghi bàn. Tỷ số là 5-1 cho team mình. Luân sư phụ. Oh my god, 6-1 rồi. Yeah, tuyệt vời. Ghi bàn đẹp mắt từ Luân sư phụ. 6-1. Phải bạn không? Cùng xử nhé. Phải bạn không? Cùng xử nhé. Xử, xử. Có vẻ lúc này thì team của Quý đã đuối rồi mọi người ạ. Có thể các bạn ấy di chuyển từ xa lên nên là cũng khá là mệt. Một tập thể với nhiều chàng trai trẻ và chơi cũng khá là hay. Không sao cả. Tiếp tục nào. Mình đã bắt bài. Một đường chuyền cho Luân sư phụ. Hay quá, một pha sục kim của Luân sư phụ. Nhưng mà vẫn chưa có bàn thắng tiếp theo cho chúng mình. Đội bạn phản công. Khá đáng tiếc. Trung thì freestyle. Luân sư phụ. Quá ngon ăn. Cái chân trái không ngoan đến từ mình. Rất tiếc là chưa có bàn thắng thứ 7 cho team. Phản công cho team Quý 11. Đấy rồi. Như vậy là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-6. Thì freestyle. Luân sư phụ. Anh Luân rất khỏe luôn. Trời ơi, tôi không tin nổi, tôi đã ra ngoài luôn. Thật sự là quá nhiều cơ hội cho đội Quý Phúc, nhưng mà hôm nay đội Quý Phúc đá rất chán. Quý 11. Rất khéo léo, tự tin xử lý, hay quá. Vẫn là Quý 11. Chọc khe, Đức Công. Như vậy là tỷ số rút ngắn xuống còn 3-6. Đức Công đã khá là hay. Đội bạn bắt đầu có thể vùng lên sang Hoàn Hồ Trung và phòng ngự hay. Để đất nữa. Mình bỏ điện thoại túi ra, chứ nãy là để trong túi đá vướng quá. Luân sư phụ. Quý 11. Đức Công di chuyển. Đội bạn bắt đầu đá càng lúc càng hay mọi người ơi. Đấy, cùng chờ xem. Rất khéo léo, vượt qua Luân sư phụ luôn. Vẫn đang đi bóng. Hoàn Hồi anh Thi freestyle. Rút xa thì không thể vào được đâu. KP. Luân sư phụ. Một đường chọc khe hơi nhẹ. Và xử lý bóng rất dẻo đến từ Đức Cống. Nhưng Luân sư phụ cũng không phải dạng vừa đâu. Như vậy là cú sút của mình bóng đi hơi lệch. Tiếp tục nào. Đá sân 5 theo kiểu Sài Gòn thì mình thấy là sân sẽ thoáng hơn. Tức là mọi người di chuyển liên tục ấy. Không bị díu. Hoan Hô Trung 7-3. Tuyệt vời. Tiếp tục là những pha tấn công đến từ phía team Quý 11. Oh my god, một bàn thắng quá đẹp của Quý 11. Xuất sắc. 4-7. Ok, như vậy chúng ta vừa kết thúc một trận đấu 5v5 theo kiểu futsal ở đây. Và đây là lần đầu tiên mà mình đá một trận kiểu futsal như này. Rất là vui. Thật sự là hôm nay thì mình đá cùng team với cả anh Thi freestyle với cả Luân sư phụ. Thì Luân sư phụ là một tuyển thủ futsal chuyên nghiệp nên cảm giác anh ấy đá rất nhẹ nhàng ấy. Nên là kiểu sẽ rất nhiều pha bóng mà mình được truyền rất là ngon ăn. Nhưng mà mình chung là mình đá vẫn chưa tốt lắm. Hôm nay ghi được một bàn nhưng mà cũng thấy là kiểu khá là vui cho lần đầu tiên. Hy vọng là lần sau sẽ đá tốt hơn. Thật sự là rất là vui cùng với anh em này. Đây là thủ môn tiền đạo với thủ môn. Đây anh Luân. Hello. Cảm ơn anh tôi nhiều. Quá mệt quá đuối.